Một chiếc xe mà chiếc xe này rất là hợp lý chị nhá. Một chiếc xe gầm cao 5 chỗ ngồi Cocover. Chiếc này là sản xuất năm 2010 và thương hiệu của em nó là thương hiệu của Mỹ nhá. Một chiếc Ford. Đấy, động cơ 2.3 số tự động. Sản xuất năm 2010, tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này thì nó là một cái màu đen tuyền từ trong ra ngoài. Nội thất đen và sơn xi bên ngoài màu đen, mâm đen hết anh chị nhá. Đấy, chiếc Ford Escape. Tên tư nhân biển Hà Nội sản xuất năm 2009. Con này bác nào ở Hà Nội rất là hay này. Được quả biển này là về tên biển là giữ nguyên biển số nhá. Đấy, 29A75368. Đấy, và tên Hà Nội là giữ nguyên biển, chỉ sang tên trên đăng ký thôi. Đấy, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì anh chị hãy cho em xin một nút đăng ký kênh anh chị nhé, và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mà em Quang về mới nhất hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Trước hôm nay em sẽ lên sóng cho anh chị và các bạn một em Ford Escape sản xuất năm 2010. Đấy, tên tư nhân biển Hà Nội, màu sơn xi rất là đen và bóng luôn. Đấy, chiếc này thì tôn vỏ thì nó là nguyên zin rồi, không tai nạn đâm xô hay là ngập nước gì cả. Xe thì em mua và mua tư nhân luôn nhé, con này tên tư nhân luôn các bác nhé. Đấy, số tự động, xe thì trang bị là giá lóc nguyên bản theo xe này. Đấy, trang bị bậc lên xuống này, cảm biến khoảng cách sau này, phanh ABS, hai túi khí an toàn, hộp số tự động, động cơ chỉ có 2.3 nhá. Động cơ 2.3, 4 máy, sản xuất năm 2010. Một dàn lốp Hancock. Lốp Hancock như chị nhá. Còn khá là mới luôn, tầm khoảng 85%. Đi thoải mái luôn, cực dày răng luôn chị nhá. Đấy, mâm đúc này. Mâm đúc nguyên bản theo xe. Đèn tuyền luôn. Sơn xi rất là đẹp. Ở dưới là chủ xe độ cái đèn gầm là đèn bi xê lông này. Đấy, trên thì chủ xe độ ba lát sáng, bóng đèn siêu sáng, sáng ánh sáng đấy. Đây. Mặt ga lăng rất là đẹp, tôn vỏ đây, xe vừa mới về. Thì đăng kiểm của em nó thì đến tháng 10 năm 2022 anh chị nhá. Còn thoải mái để đi luôn. Nếu anh chị nào đang có nhu cầu muốn mua một mẫu xe mà gầm cao, 5 chỗ ngồi, đi lại hàng xa hàng ngày thì chiếc xe này quá là tuyệt vời luôn này. Đấy, cửa tiền thì đang được bên em chào bán với mức giá là 295 triệu là bên em bao rút hồ sơ vận chuyển toàn quốc luôn. Chiếc này nó còn rất là liền lạc các bác nhìn nhé, form dáng này, đèn hậu này, ở đây nó bị bay mất chữ E. Đấy, thì em sẽ bổ sung sau anh chị nhé. Đấy, đèn hậu này nguyên bản luôn, rất đẹp, rất là sáng luôn này. Đấy, đèn bông nhá, nhìn rất là đẹp luôn, nó kiểu là phút nét đấy, đèn nét đấy. Đấy, đây đây nó là đèn nét, trên này nó là đèn nét nhá, nguyên bản theo xe anh chị nhá. Đấy, bản SLX này, số tự động một cầu. Anh chị em mình mà sử dụng ở cái khu vực mà ví dụ như là phổ thông như là đường đồng bằng ấy thôi, không cần đi đồi núi thì sử dụng một cầu nó quá là ok. Đấy, nó sàn này rất là đẹp luôn đó. Ok chưa ạ? Đây này, đây là cái cốp mở đây. Cốp của em nó đây. Mở đi xem nào. Vào đây. Đấy. Đây là phần bảo cốp của em nó nhá. Nói chung là ti chống nó đầy đủ hết luôn. Đây. Đấy, keo chỉ đinh tán này, mọi thứ nguyên bản nhá, bao không có tai nạn đâm xô hay gặp nước gì cả. Xe này nguyên zin luôn. Đấy, không có tai nạn đâm đụng gì đâu anh chị nhá. 295 triệu đồng thôi. Nhựa nhớt đằng sau này. Đó. Mới mua xong và em thì cũng chưa kịp đánh bóng gì cả, chỉ rửa giấy thôi. Đây, nội thất đây nhá, ghế này rất đẹp luôn, lót sàn này, chủ xe lắp hết rồi. Đó, chân lỉ đây, điều hòa các kiểu luôn. Đấy, đây chị nhá, đầu CD là nguyên bản theo xe, táp lô táp ly này, vân gỗ này, rất đẹp, nhựa đen rất đẹp luôn. Đó, anh chị nhá, 295 triệu. Xe thì tích hợp luôn ở sinh nhan bão rẽ, tích hợp ở trên gương này. Đây. Đó. Đăng kiểm thì đến tháng 10. Đấy, nội thất và ngoại thất rất là đẹp, xe không cấn đụng gì nhá. Máy số rất chất luôn, và con này thì đặc biệt là được cái là gầm của nó thì chắc lịch luôn. Đấy, xe order 15 vạn thôi. Đây chị nhá, order 15 vạn này. Đó. Đầu CD của Escape này, đầu là đầu nguyên bản nhá. Nghe cái đầu nguyên bản nó đọc đĩa nghe nó rất là thích, nghe tiếng nó rất là trong. Keo chỉ thì không hề mất một phân keo chỉ nào cả. Đấy, với cái cửa tiền để chúng ta sử dụng một em xe gầm cao, khỏe khoắn, thương hiệu của Mỹ này, bền bỉ này, mà động cơ chỉ có 2.3 thôi anh chị ạ, 2.3 nhá. Đó. Cửa tiền rất hợp lý, động cơ 2.3,
một 295 triệu đồng. Vô lăng này, bốn chấu rất là đẹp và túi khí an toàn hai gái, gương kính chỉnh điện, táp lô, đây tăng độ sáng táp lô này, đó, đèn gầm, rồi chìa khóa thì có hai chìa nhé, đây, đó. Hai chìa, đó. À, em sẽ để lại cho bác xem nhé, à, đồng hồ này, đấy, đây này, ok chưa ạ, nói chung là tất cả sẽ biến mất sau khoảng 3 giây. Một chiếc xe thì nó rất là đẹp luôn. Đây, chủ xe cũng rất là cẩn thận. Chủ xe rất là một người rất là cẩn thận đấy chị nhé. Giá hợp lý lắm, 295 triệu đồng đấy. Giá trên là bao gồm hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho em phói kép này đấy. Cái bậc lên xuống nó rất là đẹp đấy chị nhé. Đấy, bậc lên xuống lắp thêm này đấy. Và cái khung sườn của nó thì cái khung sườn này anh chị nhé, à, không hề mục mọt nhá. Đấy, đấy anh chị thấy chưa, khung sườn của nó là đen tuyền luôn. Đây này, đây là phần khung sườn của em nói nhé. Phần sàn này, gầm này, đấy, ống xả này. Cái này em chưa rửa thôi, chưa rửa gầm thôi. Nếu mà rửa đi rồi thì hết cái bụi bẩn kia thì nó là đẳng cấp tuyệt vời thôi. Động cơ 2.3 một cầu, sử dụng dẫn động cầu trước anh chị nhé. Sử dụng dẫn động cầu trước đấy, đi cực tiết kiệm nhiên liệu. Nói chung là cái nhiên liệu của cái dòng này rơi tầm khoảng 9 lít trên 100 km thôi, 9 đến 10 lít. Máy nổ rất là êm luôn, xe bao đó bác là không có tai nạn, cấn đụng đâm xô gì cả. Đấy, ba lát siêu sáng đèn đây này. Đây là khung sườn. Đấy, khung sườn này các bác nhé. Nói chung là xe không có tai nạn đâm xô, máy nổ cực êm luôn, không tai nạn đâm xô hay là gầm nước gì cả thôi nhé. Đây, máy nổ rất êm luôn, quá là êm cho em phói kép này. Đó, đây là phần số cục của em đó này. Đấy, lắp cabo nguyên bản, cabo nguyên bản nhá. Đấy, dấu dập chìm này của Ford này, keo chỉ nguyên bản, rất là êm. Giá 295 triệu đồng cho em X-Cap này. Đấy, 295 nhá. Phanh ABS đủ 4 bánh luôn này. Đó, quá là ổn rồi các bạn, rất là ổn luôn. Rồi, à, bác nào quan tâm đến chiếc Ford X-Cap này thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 anh chị nhé, 286286. Đấy, cửa tiền đang được bên em chào bán với mức giá chỉ có 295 triệu anh chị nhé, 295 triệu cho một em X-Cap 2010. Đấy, bác nào quan tâm alo cho em nhé.